Đánh bây giờ kêu ra đánh vậy. Đánh bây giờ xong không cho vậy, tắm ngồi dưới đó xong rồi. Mày rồi. Ê điện sân ngay. Điện sân hỏi nó xong chưa kêu nó qua biểu coi. Đánh bây giờ xong được cũng chết không cho về tắm. Tao tao ngậm cái tâm cái tao mở cũng mặn được để tao mở mặt lại. Điện sân đúng không? Điện sân. Điện mà tám được không? Ba này xong rồi. Ê chào chào các bạn chưa? Hello chào các bạn, chào mừng các bạn đến kênh của Nguyễn Chí Hải nha. Ngày hôm nay anh em mình tập hợp đủ hết trơn ở đây à. Bữa hổm mấy bạn ra thấy không? Cho mình mới hổm té gì đâu nè. Rồi cái bữa nay nè. Bữa nay đúng không? Gì? Bữa nay đó mày. Ủa quýnh bây giờ không không cho về tắm cố lắm kêu cái này làm gì không biết nữa. Ai? Mãi chạy. Vô nhà mà lỡ ra coi. Để ra. Alo. À, alo Sương ơi. Em khỏe không? Cái này có nhìn nghe sột sột rồi. Chị hả? À, qua cho trên hữu qua nhà Hải anh đi. Nhà này trên hữu đắp tốc độ. Rồi điện ai? Nội này sao? Điện bên đúng không? Điện bên đâu? Điện bên đâu? Điện trước. Không phan có điện. Xong hết hả điện. Hello mọi người nha. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Nguyễn Hải nha. Ê. Nãy. Nãy. Cũng dài xong không cho về tắm kêu ra đây không? Không cho về. Đã. Còn nghĩa là vậy? Vậy mở chùi. Còn ngày gian ở khùng gian các bạn. Gian rồi kêu nó lộn kêu bố anh rồi đó. Bây giờ gì nè? Rồi tới đây. Bây giờ à bây giờ mấy người ơi, bây giờ mấy bạn biết là đêm nay tới ai mấy người. Bây giờ bạn kêu mình cho quá tại vì bữa giờ bạn biết không? Sợ cho nó ảnh hưởng tới vợ con tụi nghe tại cái mắng vốn vợ con. Trời sân à. Mình sân vợ con vô đây. Thì à, bây giờ mình sẽ set up cho mọi người. Mình đã minh lên tại vì này nó mới về tới rồi mình mới đi chơi chị nhìn chơi liền luôn rồi chơi cho nó nóng ha. Chơi luôn. Mình giờ là mình cờ đập chó luôn. Đi ba. Bốn tay đau. Quýnh. Cho nóng nha. Giờ mình sẽ cho anh cảnh cho nóng nha. Lại mới lại vậy. Bây giờ nè, bây giờ Lê chắc là không kịp đâu. Bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu đi. Đang chút mình đi lấy đồ người ở đây đi. Gặp. Lâm Hải, Lâm Hải. Bỏ cái này đi tao nha. Mấy mày bỏ cái này đi, bỏ cái này đi. Bỏ cái này đi. Bỏ tao làm gì? Bỏ tao làm gì? Bỏ mày thiếu cái dư cái gì? Nhà bàn mình á. Bỏ tao làm gì? Mày giúp tao thấy. Ok. Mày nói mày điều kiện gì vậy? Có kìa. Ê. Tao ra. Chưa hết chấm một người chấm cái này nữa vậy mới giống nè trời đất ơi tự nhiên cái cuộc tỉnh này đèn luôn tự nhiên tôi hết hồn rồi thôi mày thấy không gì vậy giấc mơ mình gọi đi quên á nhẹ vợ có điện về mua sữa cho con vậy không cho về luôn trời ơi không có cho về về đi mấy bạn đâm xíu nha. Đợi mình trong giây lát, mình sẽ điện mình lên. Ê, Hải rồi. Không biết. Thay đồ. Nói đi dặn hai về mà. Ơn mày gặp. Ông cô. Hello mọi người. Mà chó này. Nhắc mà thằng Minh quá đơn giản đối với Hải. Mà chó. Ê, xuống. Hải chạy đó, thương mà. Xuống. Bây giờ đi gần ba chó. Mày thằng anh của tao nó hiếp hót. Trong máu nó có tiếng kiếp trước. Thằng anh nó tay nó tụi nó tiếp bước. Mấy thằng nhớ mà cản đường gặp tụi nó bị giết trước. Và rắm nhiều khuya rồi vào buổi sáng. Ê chưa điện chưa. Ngảnh quên á điện nó ngay. Có giống hỏi mình đâu điện. Ba này sao mà. Ai tao điện tao đặt hàng đó. Ê quên á kêu đem lên giùm bịch bánh cái chết luôn giỡn rồi điện bự nè
ba này không gà ba chết lắm nè. Chết vậy. Ai nói chuyện này mày nghe, chạy đây nè. Chạy nè. Lấy tóc mày, bây giờ mày cái nào? Bây giờ mày chọn nào? Làm được mày, một là ăn, hai là TikTok, mày chọn nào? Vậy là ăn xong đi rồi chạy lên tiếp. Ờ đúng rồi, một người thông minh chạy lên giết lên. Ai anh mày? Lên không? Ra ra ngoài nhà anh Hải nè, gửi xe rồi ra nhà anh Cảnh. Xe. Thì lên nhà ông Hải đi rồi rồi ra nhà ông Cảnh. Dùng đồ cái thằng thiếu não. Cho mày không biết gì ai. Dạ. Khùng mày á. Trời ơi, tắt nhanh đi hết chứ, điện thoại luôn rồi trời. Trời ơi, ba điện Zalo. Rồi mấy hàng luôn. Điện Zalo ba. Ê ê, thằng này biểu. À, thằng này gậy. Vậy. Vậy không chứ vậy sao vậy? Hello, chào mọi người nè. Ê. Gì vậy anh? Vậy ông nội cái gì? Ông nội này vui đâu vậy? Ma này ma vú mà ma kiếm vú. Bà đó. Rồi kiếm đúng rồi. Hai, chống này, chống đi. Ok em đợi mình lên. Ai. Nghĩ sao nói ma vú mà kiếm nhỏ ai, mà không biết. Ông không cho nghĩ về sao? Sao vậy? Gãy rồi. Tao là bọn tao đèn béo, nghe béo nói là vợ em về kêu em về. Không, cho gãy rồi, cho gãy rồi. Gãy làm gì? Gãy do nó sụ cái mặt. Cái mặt gãy nhìn là sợ rồi đúng không? Mày dậy mày. Mày dậy đi. Trời ơi là trời. Ê, kêu nghĩa đi dài đi. Nãy nghĩa đi dài kìa. Nó dài kìa. Mày đi dài đi. Mày đâu bỏng nó dài đi. Giờ không cho nó dài kêu không ly đi. Ly ly ly. Chồng ly xả tóc nó. Ly ly ly. Cho dài đi mà gãy. Đi nhà đi. Ly về nhà đi. Kêu mà ngã đi vậy. Đi về này xấu xấu. Một lát nữa, nghe nè, lấy muộn ngậu với mày, tao kêu mày nói chuyện không? Dạ. Một lát nữa, ông Hải ông nhát mình xong á, ra sau lưng đứng sụ cái đầu rồi chứ. Xả tóc. Ừ. Chú thầy ma đây, sợ chưa? Trời ơi, tôi sợ quá. Thôi tôi không biết á, nghe, tôi không biết á, nghe. Ngậu với mày. Cái đó hồ với mày gãi mày ơi. Vậy lo gì? Lo gì? Hỏng cá không à? Nhặt chảo chiếu nước rửa. Đây đây nhặt cảnh kìa, lại nhặt cảnh kìa. Tôi ăn hiện ở lành, tôi có làm gì á, chân sát đứng ở đâu? Mà tôi bị trả quả như vậy nè trời. Nguyên con chị bay lần ừ cứ nhặt không buông luôn. Dạ.
Không biết con gì nữa mà ba gì đó. Rồi tôi có nào bự mày. Cái gì vậy? Rồi không. Bà trời ơi. Quy ơi. Quy, nắm đó cả. Quy nắm đó cả. Quy à. Cái gì? Không chết không ạ. Con nhảy chạy làm chó rồi hả? Chạy vô bằng con khóc khóc không? Chạy xong mới chạy. Cầm đi ngã 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 cầm cầm ra. Ba này ba xong rồi ba té ba hả họng ra không biết. Ủa mời chứ chạy mời chứ bạn hả họng. Ai con bên gần bên kìa. Ai ăn bên kìa. Quay sao lông mới mẻ. Quay sao lông. Cái gì sao lưng. Người có thấy không? Bên gần bên ngồi kìa. Quay ra xuống phủ lưng. 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 Vô cái bên kia kìa, kia xỉu luôn kìa nội. Kìa 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 ngồi kìa. Dạ, anh bị gì hết, khói rồi nè. Chị ba nè, nhưng mà quá tướng mệt, chú quêu luôn, nó thiệt trừ là trời. Trời ơi, nó quậy, gì đó, nó bị gì nè. Trời ơi, là trời, cố lội, nhưng làm hết hồn hết sinh. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Nãy ăn sáng cặp, vô cái miếng cá kìa. Gái sắc mút chưa? Này là không tính trong, không có tính trong chuyện mình cho anh. Tại chạy bậu quá. Bà chạy lắm hả? Trời. Ủa hồi nãy chị không còn ai cho này. Không cho anh tao á. Ra thả họng ra cái gì sáng mút sáng mút vậy. Ờ cả ăn cặp miếng cát họng vậy đó. Vậy à. Chơi cái này chơi với họ đứng tim chiếc queo thiệt á. Chết trơn mày đủ bạn. Để chết làm gì chết để xình cái gì. Chết trơn chứ. Chạy không? Tao bảo tao còn mới lớn như mày ốc vậy. Kêu đi ăn tiệc khỏi mà chùm đâu hết qua nhà ông cảnh này đi ngang thử nó có gì mà bại xuống đất. Ăn tiệc chứ thì cát. Nè ở đây ăn nè. Ê ở đây ăn nè. Toàn cát chứ ăn cát khủng. Dạ đúng rồi. Đúng rồi cho anh. Sao? Đi qua chạy lỡ cái miệng cát không? Vậy là không có bà làm chơi chuyên mệnh đúng không? Đi ăn nè. Quay ông ta thì cát. Vậy là cho anh giữ chưa? Thôi đi nghỉ ăn rồi. Giờ nó đi ra kìa. Muốn quậy đi. Muốn ăn gì mai ăn đi tôi mệt đi nhà. Gì nám thật nè. Ba, anh đi về trước đây này em tắt chích ra. Đây đây đây. Đi theo đi đây. Ở đây nha. Cảnh ơi. Cảnh ơi. Cảnh. Cảnh. Ông nội này xong mà. Đi nhát nít hoài. Rồi cái đứa này đi ăn mấy này cho đi. Bọc này. Các bạn nào bên trước ăn đi. Gì? Ê mày hoài vậy? Tao không cố lại ông Quynh nhỏ muốn chết luôn. Bà ơi. Bà ơi. Bỏ thủng đi bà. Tao ngoài chơi chơi ngoài. Sao? Rồi sao nhắc ma người ta mà hết hồn. Tôi năm nay gần 45 tuổi mà tôi chưa gặp trường hợp nào giống như cái thằng này. Ông này ông đậu tì. Bà nhắc ba đâu mà chạy. Chơi chơi mà còn kẹp nữa. Ba này tham gia cho lòng nữa. Đa tì. Cả nãy trời, chứ mà chơi. Ba nhắc ma tao mà ba chợ. Ba gan lấy ghê. Ba gan cho. Ba nhắc này.
Ba nhắc ma nè mà ba sợ. Mà tả. Ba dậy ba. Mệt. Đúng rồi. Tả luôn. Anh chứ tim hồn nó thịt cũng trời. Ôi chào ba ơi. Ba ơi ba. Đúng anh. Trời, tụi nó chụp đèn nó xuống đi. Lô này, lô luôn. Trời ơi, trời, nhỏ này nó khùng. Hết rồi, hết rồi. Đây, coi gà thấy ghê luôn. Các bạn nhát chỗ này hoài, chứ tiếng queo thì trời. Trời, mình nhớ. Coi này, mày chờ. Mấy anh tụi nó lặng chỉ cho nghe. Trời nói, mấy anh đừng có tim em lại. Trời ơi, trời. Tại mày ngon mày chạy theo. Trời ơi, nói ra ai uống gì nữa đó. Trời ơi. 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 Trời ơi